Xin chào các bạn nha. Thì mình cho các bạn tham khảo cái cây chuối mình mới trồng được 2 ngày các bạn ơi. Các bạn thấy cái lá nó cũng hơi vàng nè các bạn nè. Đây nè, thực tế là cái lá nó hơi vàng. Còn tưới nước đầy đủ nhưng mà cái lá mới khi trồng là rễ nó chưa hấp thụ dinh dưỡng được. Thì cái lá của nó hơi vàng các bạn ơi. Nhưng mà cái đọt này là bữa nay là nó nảy rồi nè. Rồi thấy không? À, chắc chắn 100% là nó sống nha. Nhưng mà mình luôn kiểm tra thì mình thấy là nếu mà mình trồng cái cây chuối thì mình bấn lúc nó mọc ở cái cây chuối mẹ ra nhỏ hơn, chứ mình để lớn như vậy mà mình bấn ra trồng thì nó rất ảnh hưởng cái cây chuối mẹ các bạn ơi, với lại mấy cây chuối con gần đó. Thì cái khi mà nó mọc ra cái cây này lớn rồi thì nó sẽ nảy ra cái cây chuối con gần cái cây chuối mẹ luôn. Mình nếu mình bấn cái đó là nó sẽ chết cây chuối con kia luôn đó. Thì mình sẽ qua mình quay cho các bạn coi là cái cây chuối con đó nha. Đó, rồi, thấy cỏ bên này mọc đầy luôn các bạn ơi, cỏ không chăm sóc nhưng mà nó tươi tốt, rất là tươi tốt luôn đó các bạn ấy. À, đây là chỗ mình bấn cái cây chuối mình mà mình mới quay đó, thì nó sát ở chỗ này là cái cây chuối con luôn nè các bạn. Đó, bữa là mình bấn rất khó mới được cái cây chuối đó đó. Nếu mà mình mà bấn không cẩn thận là nó sẽ chết cái cây chuối con này luôn. Nó sẽ cái xuống của mình nó sẽ chọt trong cái cây chuối con này, hoặc là cái chuối con này là nó sẽ chết luôn các bạn ạ. Đó, nên các bạn nên lưu ý là khi mà cây chuối con nó lên khoảng cỡ 2 3 cặp lá là các bạn bấn đi được rồi, chứ đừng để lớn quá là nó nảy những cái cây chuối con xung quanh đó, là mình bấn nó rất là ảnh hưởng các bạn ơi, với lại nó mất sức cái cây chuối mẹ nữa. À, các bạn thấy nè. Thôi xin chào các bạn nha. Thì đây là một số chia sẻ để các bạn lưu ý đó, để khi các bạn trồng chuối rồi các bạn làm theo nha. Thôi hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha. Thân ái chào các bạn nha.